Quý vị và các bạn thân mến, những tình huống quá quen thuộc với tất cả chúng ta, nhưng khi đặt cạnh nhau trong câu chuyện này lại mở ra những nghịch lý khiến ai cũng phải suy nghĩ. Cốt truyện lấy của người nghèo đem đãi người giàu được lan truyền suốt mấy năm nay trên mạng xã hội với nhiều phiên bản khác nhau. Thế nhưng lần nào được đăng tải cũng thu về vô cùng nhiều lượt quan tâm và bình luận. Kính mời quý vị cùng chiêm nghiệm và suy ngẫm. Nội dung cụ thể câu chuyện lần này như sau. Người phụ nữ hỏi thằng bé, bé bán mớ rau này giá bao nhiêu? Thằng bé trả lời, 5.000 một bó, thưa bà. Người phụ nữ liền nói, ba bó 10.000, không bán tao mua chỗ khác. Thằng bé nói, bà cứ mua với cả giá bà muốn đi, vì bà đã mở hàng, từ sáng đến giờ còn vẫn chưa bán được bó nào. Người phụ nữ lấy đi những bó rau và rồi đi, lòng thầm đắc thắng. Đến một gánh hoa quả bên đường, người phụ nữ vặt luôn một quả nho ở chùm nho đẹp nhất ăn thử, miệng nhồm nhòm hỏi, nho bao nhiêu một cân? Anh bán nho có lẽ hơn chồng chị đến chục tuổi, nhưng lễ phép nói, giá 50.000 một cân chị ạ. À. Chị ta quát lên, mày bán hay ăn cướp thế, 30.000 thôi. Kỳ kèo qua lại, cuối cùng anh bán nho đồng ý bán cho chị ta với giá 40.000 một cân. Nhưng khi anh cân xong, trả tiền rồi thì chị ta lại vặt thêm mấy quả nữa ở chùm nho đẹp nhất bên kia sọt. Anh bán nho thấy thế tức run lên vì không chỉ tốn công buộc lại chùm nho mà những quả cùng chùm bị vặt cũng phải bỏ ra. Lỗ đã thấy rõ nhưng anh cũng chỉ biết ngậm ngùi thở dài. Chiều hôm ấy, người phụ nữ và mấy người bạn đi shopping hết 11.700.000. Chị ta đưa luôn 12 triệu đồng chán, nói với nhân viên khỏi trả tiền thừa. Bà chủ shop khinh khỉnh nhìn theo lẩm bẩm nói, cái bọn trưởng giả học làm sang. Đã vậy các chị còn tổ chức đi từ thiện rầm rộ nữa, toàn đem cho mấy người thôn quê ít bộ váy áo cũ, rồi rủ nhau đi nhà hàng ăn uống hết 5.540.000, đến khi thanh toán chị đưa luôn 6 triệu đồng cho dễ chia. Ông chủ hí hí cảm ơn, nhưng sau khi khách đi lại cất giọng lầu bầu, đúng là thói đua đòi. Cứ thế, người phụ nữ ấy cất xén từng đồng xu lấy của người nghèo rồi lại vung tay mang cho những người không cần thiết. Sự việc này nghe có vẻ rất bình thường đối với ông chủ quán giàu có, nhưng nó rất đau đớn cho người bán nho tội nghiệp. Tại sao chúng ta thể hiện sự tính toán chi li khi chúng ta mua hàng của những người nghèo khổ tội nghiệp? Và tại sao chúng ta lại quá hào phóng với những người không cần sự hào phóng của chúng ta? Thật tình mà nói, tôi không biết anh lời được bao nhiêu từ cân nho ấy. Nhưng tôi biết cái cảm giác đi bộ lang thang với đống đồ lềnh cành giữa trưa dưới cái nắng gay gắt ở Hà Nội là như thế nào. Và do đó, tôi tin rằng cái giá ban đầu mà anh đưa ra là đáng với những gì anh đã bỏ ra, từ khâu lấy hàng cho đến khâu định giá và cả khâu tiếp thị. Và điều quan trọng, nó là tất cả những gì mà anh đã dùng để kiếm sống, để mưu sinh. Có thể nhờ bán được cân nho đó đúng giá mà anh có một bữa trưa, hoặc có thể nhờ đó mà anh đủ tiền đóng tiền học cho con anh ở nhà. Đằng sau những nỗi đời riêng của người nghèo thường là cả một bộ phim dài tập chát chua và bi đát. Mỗi lần một đứa trẻ nghèo đến với tôi để bán một cái gì đó, đơn giản tôi nhớ lại sếp cũ. Ông thường mua những món đồ lặt vặt từ những người nghèo khó với giá cao, mặc dù ông không thật sự cần đến chúng. Có lần tôi thắc mắc hỏi ông về hành động kỳ quặc đó thì ông nói, đó chính là chân giá trị cái gọi là từ thiện. Đây đúng là câu chuyện quá quen thuộc xảy ra trong cuộc sống thường ngày, nhưng không phải ai cũng tỉnh ngộ khi được hỏi tại sao lại làm như vậy. Tại sao mọi người lại sẵn sàng tiếp tiền cho người phục vụ trong các hàng quán mà lại mặc cả từng đồng lẻ khi mua một mớ rau, một cân nho của người bán hàng làm lũ? Đó có phải là do người phục vụ bán hàng đáng để được cảm ơn hay vì lý do gì khác? Có nhiều người cho rằng việc đó là thuận mua vừa bán, người nông dân chấp nhận bán bởi thấy như vậy đã có lãi rồi, còn người làm dịch vụ được nhận tiền bò tiền tip là do họ bỏ công sức ra để phục vụ làm hài lòng thực khách. Từ quê đến thành phố, những hoạt động buôn bán diễn ra sôi nổi và cứ thế cụm từ trả giá di chuyển khắp nơi. Nó bất chấp địa lý, thời gian, ở đâu có tính chất trao đổi và quyền lợi thì ở đó cụm từ này xuất hiện. Không dưới hai lần tôi được nghe mọi người nói, đi chợ nhớ phải trả giá, kẻo lại bị thách. Vậy trả giá có tốt không? Tại sao cụm từ đó lại xuất hiện nhiều đến như vậy? Để tìm hiểu tại sao cụm từ trả giá gần như xuất hiện dày đặc,
chúng ta phải khám phá nguyên nhân tạo nên vấn đề. Với tôi, sau mỗi vấn đề là cả một câu chuyện. Hiểu về nguyên nhân sẽ giúp chúng ta giải quyết được vấn đề triệt để, thay vì mãi đi tìm giải pháp. Tôi từng trải qua câu chuyện về sự trả giá và được tái hiện bởi cuộc sống thường ngày. Trước đây, tôi thường ít khi trả giá. Không hẳn tôi không biết cách trả giá, mà tôi thường có một lý do đằng sau. Nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ lấy đi cả một mâm cơm của những người nghèo khổ. Nguyên nhân xuất phát từ suy nghĩ của mỗi người, và suy nghĩ đó được đúc kết từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nếu một người nói thì có thể không ai tin, còn nhiều người nói thì hầu hết được chúng ta tin và truyền đi theo dạng hình thức khác nhau. Điển hình là tôi được mọi người dặn là phải trả giá khi đi chợ. Tại sao một số người giống cô gái ở câu chuyện trên lại hào phóng như vậy khi tính từng đồng từng cắc với những người nghèo khổ? Khi được hỏi ra thì một cô trong số họ đã thở dài kể rằng: Thứ nhất, cô mất niềm tin từ việc đi chợ của mình. Cô bị gạt từ một người bán hàng trong chợ, người đã bán gấp 10 lần giá trị món đồ. Cô càng có dữ liệu cho thấy rằng họ đã lấy một gấp 10 lần. Thứ hai, cô muốn thể hiện sự đẳng cấp. Chính nhà hàng sẽ là nơi giúp cô thể hiện sự giàu có của mình. Nếu cô cho những người nghèo khổ, thì không ai thấy cô đã làm việc đó. Suy cho cùng, có lẽ yếu tố chính là từ cô. Việc mất niềm tin hay có niềm tin cần đặt vào bối cảnh, không áp đặt cảnh này vào cảnh khác vì mỗi cá thể không giống nhau. Còn việc thể hiện đẳng cấp không chỉ xuất phát từ việc mình có bao nhiêu tiền, mà quan trọng từ cách đối nhân xử thế. Có điều giàu có từ bên trong mới là đáng quý, đừng bị che mắt bởi vẻ bề ngoài. Đâu đó thoáng qua là sự phân biệt giàu nghèo, là một nghịch lý cuộc sống đáng suy ngẫm. Hãy nhớ lại xem, chúng ta chẳng bao giờ trả giá với một bó rau trong siêu thị, thậm chí là không cần trả lại tiền thừa, phải không? Vậy mà chúng ta đã đối xử ngược lại với những người buôn bán ngoài đường, ngoài chợ. Tất cả họ đều xứng đáng nhận được thù lao như nhau vì họ đều phải lao động để mưu sinh. Trả giá với người nghèo, phóng khoáng với người giàu làm chúng ta vô tình trở thành người ích kỷ. Chúng ta trả giá để bớt đi những đồng bạc lẻ, nhưng đồng tiền đó là cả một mâm cơm của những người nghèo khó. Vậy chúng ta có nên trả giá không? Với tôi, trả giá không có gì sai, mà sai ngay ở bối cảnh con người. Và việc trả giá sẽ không được giải quyết triệt để, nó chỉ dừng lại ở việc hạn chế sử dụng cụm từ đó mà thôi. Không dễ dàng để nói với ai đó rằng bạn không nên trả giá khi đi chợ, mà còn tùy thuộc vào bối cảnh như thế nào. Nếu chúng ta biết giá trước của một món hàng và người bán cố tình đôn giá lên gấp nhiều lần, thì tình huống này phải trả giá. Với một số ngành lĩnh vực bạn cũng nên trả giá, hay còn gọi là đàm phán ở lĩnh vực, hay ví dụ như bất động sản, sẽ giúp bạn có một mức giá tốt hơn để tránh bị mắc hớ. Hình thức bên ngoài không làm nên nhân cách con người, giống như bo nhiều tiền hay ít tiền cũng không đánh giá toàn mỹ bạn là người tốt hay xấu. Hay mỗi lần trả giá cũng không làm tăng hay giảm được giá trị của món hàng. Tóm lại, chúng ta đừng quá xem trọng việc trả giá vì nó không làm cho giá trị của chúng ta được tăng lên phần nào. Hãy hình dung bạn hay người thân là người bị trả giá thì sẽ như thế nào. Đặt mình vào tình cảnh người khác là cách giúp mình thức tỉnh cho những việc làm không hợp lý. Từ đó, bạn sẽ có cách đi đúng hơn sau khi suy nghĩ. Cuộc sống này bạn sẽ không biết trước hết tương lai. Trân trọng những gì đang có, thay vì quá chú tâm về việc trả giá, tôi tin bạn sẽ hạnh phúc và tăng giá trị bản thân. Trả giá không làm tăng giá trị cho bạn, xin hãy mua được của người giàu thì đừng trả giá với người nghèo bạn nhé. Hiện tại các luồng ý kiến tranh luận vẫn đang diễn ra, thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Vậy còn ý kiến của bạn như thế nào? Vui lòng bình luận vào phía dưới bài viết nhé. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.